chào anh chị ạ. Hôm nay Nguyễn Hồng vừa mới hoàn thành xong một tác phẩm mà Tam Cụ Thiềm Thừ Trấn Trung Phú Quý để chế tác những chất liệu lộ gỗ chắc đỏ đen với nét đụng mới lạ và đẹp hơn rất là nhiều anh chị nhá. Tác phẩm này với chiều cao 40 ngang 45 và chiều sâu là 34 anh chị nhá. Và giá cho tác phẩm này là 7.500.000 đồng và bao ship cho anh chị đến tận nhà. Tác phẩm được chế tác trên chất liệu gỗ chắc đỏ đen mới lạ đấy, với nét đục cực kỳ là tươi tắn và xinh xắn đấy, với những cái bông hoa phủ phần trên của tác phẩm này làm cho tác phẩm này trở nên độc đáo hơn và mới lạ hơn rất là nhiều. Tác phẩm này thì đã được bên em gắn sẵn trên một chiếc kỷ rồi anh chị nhé. Và chiếc kỷ này cao 15cm ạ. Một tác phẩm rất là đẹp và tuyệt vời đấy. Sau đây em sẽ quay chi tiết hơn tác phẩm này đấy. Tác phẩm này với ba cụ thiềm thừ anh chị nhá, ba cụ thiềm thừ đấy. Được đục rất là kỹ lưỡng và sắc sảo với phần gai châm ở phía trên lưng này đều tăm tắp nhau. Anh chị có thể nhìn thấy được là màu sắc chắc đỏ đen xen lẫn nhau cực kỳ là tuyệt vời. Và một cụ thiềm, những cụ thiềm thừ với ba cái chân, một cái chân tròi đằng sau này anh chị nhá, với phần gai châm này đấy, đều tăm tắp và dáng đục nét đục rất là cân đối hai bên nha anh chị nhá, nét đục rất là cân đối hai bên. Đây là cụ thiềm thừ nhỏ hơn này anh chị này. Đấy, đây là cụ thiềm thừ nhỏ hơn với phần màu chắc đỏ đen tuyệt vời. Đây là một chút chun anh chị nhá. Phần này là chun này, chun chắc đỏ đen. Đấy, anh chị có thể nhìn thấy được dưới cái ánh đèn thì nó đổi nổi sáng lên đấy, như là một dòng dung nhan lại đang nóng chảy rất là đẹp. Ta mời với hình ảnh của ba cụ thiềm thừ. Ba cụ thiềm thừ đây. Thì các anh chị có thể nhìn thấy được là chân của cụ thiềm thừ này còn đang để đặt lên trên một cái nắp chum nha anh chị nhá. Cái một cái nắp chum đây. Và đây là một cái chum phú quý này. Chum phú quý tiền tài với để ắp những cái đồng xu ở trên. Đục rất là sắc nét tỉ mỉ. Các anh chị có thể nhìn thấy được là xung quanh cái miệng bình thì còn có một sợi dây nối với một chiếc khánh. Đấy. Chiếc khánh này thì rất là nổi bật anh chị nhá. Cái khánh này rất là nổi bật luôn. Chiếc bình được bo tay rất là tròn trịa. Và với phần vân gỗ chắc đỏ đen này các anh chị có thể nhìn thấy màu sắc này rất là tuyệt vời luôn ạ. Các anh chị đã biết thì chắc đỏ đen là một dòng gỗ rất có giá trị trên thị trường đồ gỗ hiện nay. Và hiện tại thì đã dần khan hiếm đi rồi anh chị nhé. Do cái sự khai thác của con người cho nên là cái chất gỗ chắc đỏ đen này đã rất là gần khan hiếm rồi. Đấy, có thể như các anh chị đã biết được những cái dòng gỗ khác thì có giá là 70-80 ngàn một cân. Thế nhưng với dòng gỗ chắc đỏ đen này thì các anh chị có thể, không biết các anh chị đã biết chưa, nhưng giá cả rất là đắt đỏ, phải trên 200 nghìn một cân gỗ. Đấy. Và với công đục thật là kỹ lưỡng như thế này, với những cái nét đục độc đáo này thì đã tạo nên một cái tác phẩm rất là tuyệt vời anh chị nhé. Đã gắn sẵn cho anh chị trên một chiếc kỷ vòng ca Tam Cụ Thiềm Thừ Trấn Trung Phú Quý gỗ chắc đỏ đen với những cái bông hoa. Bông hoa này là bông hoa cúc nhỉ chị nhỉ? Vâng, với những cái bông hoa cúc rất là xinh xắn này, những bông hoa cúc hay là bông hoa thủy tiên gì đấy, lại rất là xinh xắn với những cái chiếc lá mềm mại này, trấn trung, cái trung phú quý, đầy áp những cái tiền vàng, tiền xu và với phần vân chắc đỏ đen tuyệt vời. Đấy. Xung quanh những cái phần chính của tác phẩm thì sẽ là những cái đồng xu anh chị nhá, những cái đồng xu, đồng tiền vàng với màu sắc sang trọng của đỏ và đen đấy, tạo cho tác phẩm này một cái đục rất là độc đáo. Những cái đồng xu được đục rất là kỹ lưỡng, sắc nét và tỉ mỉ. Phần đây của tác phẩm này anh chị này thì có thể nhìn giống như là một những cái bậc thang anh chị nhá, những cái bậc thang đồng xu rất là đẹp với những cái chính vàng này, những cái đồng xu xếp lớp với nhau. Và xung quanh đấy còn là những đám mây anh chị nhé, còn là những cái đám mây đây bao phủ xung quanh cái chum tiền vàng và những cái chủ cụ thiềm thừ đấy, phần vân gỗ chắc đỏ đen rất là tuyệt vời và tạo cho tác phẩm này lung linh hơn rất là nhiều đấy. Một cái chum phú quý được trấn bởi ba cụ thiềm thừ với rất là nhiều những cái đồng tiền vàng xung quanh cùng với những đám mây làm cho tác phẩm trở nên lung linh hơn đấy. Và tác phẩm này có giá là 7.500.000 đồng bao ship cho anh chị đến tận nhà anh chị nhé. Một tác phẩm rất là đáng yêu, rất là xinh xắn với nét đục độc đáo và mới lạ. Ba cụ thiềm thừ ngậm ba đồng tiền xu chiêu hút tài lộc, mang lại may mắn cho gia chủ vậy. Rất là đẹp ạ. Chiếc bình lại còn được bo tay cực kỳ là, chiếc bình lại còn được bo tay rất là tròn trịa anh chị nhé, đầy ắp những cái đồng xu tiền vàng
với phần gai châm ở chia phía mình của cụ Thiềm Thừa. Đục cân đối và phần gai châm thì rất là đều đặn, tâm tác với nhau, cùng với những cái đám mây này, cực kỳ là đẹp luôn. Tác phẩm này thì bên em đã gắn sẵn cho anh chị một chiếc kỷ rồi, chia hút tài lộc mang lại may mắn này. Tác phẩm với chiều cao 40 ngang 45 và chiều sâu là 34 anh chị nhé. Giá là 7.500.000 đồng. Rất là tuyệt vời, rất là đẹp luôn ạ. Và anh chị nào mình đang tìm cho mình một tác phẩm đẹp như thế này với màu sắc sang trọng, chắc đỏ đen, thì anh chị hãy gọi ngay cho Tượng Gỗ Nguyễn Hồng số điện thoại 0987336318 và 0966336318 anh chị nhé, để có thể sở hữu được những cái tác phẩm hàng đục kỹ với những cái nét đục độc đáo và sáng tạo của Tượng Gỗ Nguyễn Hồng ạ. Và rất cảm ơn anh chị mình đã theo dõi video này của Tượng Gỗ Nguyễn Hồng.